Ban Quản lý Dự án Đầu tư tỉnh Quảng Nam cho biết, cuối tháng 12 năm 2023 đã lựa chọn xong nhà thầu, để ngay đầu tháng 1 năm 2024 sẽ triển khai dự án cải tạo sân vận động Tam Kỳ. Theo đó, trong giai đoạn đầu sẽ ưu tiên triển khai nâng cấp dàn đèn, đáp ứng nhu cầu từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam để kịp đưa đội bóng Quảng Nam về thi đấu trên sân Tam Kỳ, phục vụ người hâm mộ tỉnh nhà. Sau đó, tùy theo các giai đoạn tập luyện thi đấu của đội bóng, sẽ thi công các hạng mục còn lại, bao gồm làm lại mặt cỏ sân thi đấu, đường pitch, khán đài A và phòng chức năng, cùng nhà ở cho các tuyến trẻ. Dự án nâng cấp sân vận động Tam Kỳ được phê duyệt từ năm 2022 với tổng kinh phí 40 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, thời gian hoàn thành vào năm 2023. Tuy nhiên, dự án chậm triển khai do phải thực hiện theo luật đầu tư công khiến thủ tục kéo dài. Hiện tại, Ban Quản lý Dự án Đầu tư tỉnh Quảng Nam đã xin gia hạn xây dựng các hạng mục đến 2025. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, nếu quá trình thi công suôn sẻ, thời tiết thuận lợi thì dự kiến đến vòng 11, Quảng Nam sẽ được trở về sân nhà tiếp đón thể công Viettel vào ngày 27 tháng 2 năm 2024.